Loa 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 loa, loa 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 loa, lò võ mở hội qua thi, ai có tài lên lò võ ứng thi. Kính thưa quý vị, các bạn Lâm đã đổ máu rất là nhiều lần rồi nha quý vị nha. Rất là sợ luôn. Đã bị hụt hẫng cũng như là đổ máu mấy chương trình. Cho nên Lâm đã tìm đến Sun & Moon, hiện tại Lâm đang học viên ở đây đây. Mọi người ơi. Hello, Lý Vũ Lâm xin chào mọi người. Mọi người ơi, đâu mà dọn mày già mà dắt phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân lại đây nghe Lâm tâm sự đi mọi người ơi. Lâm tên thật là Lê Vũ Lâm, quê Lâm thì khá xa xăm mà tận Đồng Nai Lâm nói xe mới vào. Một hôm tung tăng bắt cào cào Lâm nghe mọi người nói ngày hôm nay buổi chia sẻ tại Sun & Moon rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui Lâm đã quyết định có mặt ở ngày hôm nay. Bây giờ Lâm chỉ thầm mong tất cả mọi người đang coi clip gì đó ủng hộ Lâm hết mình. Chào tạm lớn mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Anh nghĩ quan niệm này quá đúng luôn á. Ngay cái bản thân anh đi làm diễn viên đi, ngày xưa anh bị rụt rè, anh không dám nói gì trơn trời. Nhưng mà từ khi mà anh tập nói chuyện á, anh nói chuyện mà nói liên tục, cái tự nhiên cái công việc anh nhiều hơn, cái tự nhiên khán giả yêu anh nhiều hơn. Nhưng mà nói nhiều phải nói đúng nha, chứ phải nói nhiều mà nói xàm nha. Cái công việc bán hàng của anh cũng vậy luôn. Mỗi khi mà mọi người mở lên là thấy nguồn năng lượng, một lúc nào cũng nói chuyện liên thuyên. Và anh nghĩ nói đúng nói hay là rất là quan trọng cho tất cả mọi ngành nghề. Ngay cái bản thân anh nè, công việc phụ gia đình, kinh doanh bán hàng và công việc diễn viên thì hiện tại đang học MC đó nè. Đó, cho nên phải cần nói giỏi và nói hay. Tại vì nếu một người mà không nói giỏi, một người không hoạt ngôn thì cái như là một cái rào cản á, cái phần tỏa sáng nó khó lắm. Cho nên tất cả mọi ngành nghề Lâm nghĩ là nói giỏi, nói hay và mình tập luyện cái cách nói chuyện của mình rất là quan trọng. Nên mọi người hãy cố gắng tập luyện nhé. Ví dụ như một người mà hoạt ngôn nhiều, lúc trước Lâm á, hoạt ngôn rất là nhiều, Lâm tưởng lắm, là cái vườn tượng đầu, trời ơi, mình nói chuyện nhanh như vậy, chắc chắn là MC sẽ giỏi. Kính thưa quý vị, các bạn, Lâm đã đổ máu rất là nhiều lần rồi nha quý vị nha. Rất là sợ luôn, và nó hằn trong tâm trí của Lâm á. Ngày xưa Lâm nói, ôi mình diễn kịch á, cái gì mình nói cũng được hết trơn trọi, tình huống nào đưa ra mình cũng xử lý được hết trơn trọi. Nhưng mà nó nằm ở cái phạm vi là kịch và phạm vi trong cái công việc của mình thôi. Khi mà thảy Lâm lên MC, Lâm như là một con người khác vậy đó. Và kết quả là Lâm đã bị hụt hẫng cũng như là đổ máu mấy chương trình. Lâm cứ nghĩ trong đầu là trời ơi, mình nói chuyện rồi nhanh nhẹn như vậy, mình xử lý tình huống kịch nhanh nhẹn như vậy và mình hoạt ngôn như vậy chắc chắn là MC cũng được. Nhưng xin thưa quý vị là em đã trải qua rất là nhiều lần MC và thật sự em đổ máu rất là nhiều luôn. Ví dụ em dẫn chương trình đám cưới đám dỗ ở nhà cho bản thân gia đình em á thì em làm rất là tốt, nhưng mà khi cái tâm lý mình ra ngoài làm á tự nhiên bị loạn trọn và mình không biết mình nói tới khúc này rồi khúc sau như thế nào. Chính vì vậy mà thời gian gần đây á nhiều chương trình mời Lâm làm MC, chứ bây giờ mình không có thể nào bản năng như vậy được. Và Lâm đã tự trang bị cho bản thân mình và Lâm đã đi học MC đó, có nghĩa là học theo phong cách của Lâm, đời chân chất mộc mạc chứ không phải những MC mà vâng, kính thưa quý vị, đó là phong cách của những bạn khác. Còn đối với Lâm là Lâm nghĩ là mình nghĩ sao mình nói vậy, nhưng mà mình có thêm trang bị những cái kiến thức nó chuyên môn về MC một xíu thì nó kết hợp với cái tự nhiên của mình, nó kết hợp với cái hài hước của mình nữa thì sẽ làm Lâm hoàn thiện hơn và giúp Lâm có một cái nghề tay trái cũng được mọi người đón nhận nhiều hơn. Ngôn từ, tâm lý, bản lĩnh sân khấu và tư duy kịch bản, đó là bốn cái mà Lâm nghĩ mà người MC cần phải có. Rồi bây giờ Lâm xin làm thử một cái chương trình Lâm đang làm nha. Loa 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 loa, loa 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 loa, lò võ mở hội qua thi, ai có tài lên lò võ ứng thi. Một chương trình vui, một chương trình không thể nào vui hơn, một chương trình vui bánh rạp. Đó là chương trình Lò Võ Tiểu Lâm. Chương trình Lò Võ Tiểu Lâm được phát sóng 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông .. thực hiện. Và bây giờ Lò Võ chúng tôi xin phép được mở cửa. Kính thưa quý vị và các bạn, tại sao mà Lâm biết tới học viện? Thật sự là Lâm không có ước mơ làm MC luôn á, Lâm thề luôn á. Nhưng mà Lâm chỉ tới chú trọng vô phim rồi kịch của Lâm thôi. Nhưng mà cơ hội về MC đến với Lâm quá nhiều luôn. Thật sự ra điện cho Lâm mời Lâm làm MC. Mà Lâm chia sẻ đợt trước đó, Lâm đã bị đổ máu rất là nhiều. Và cái tâm lý mà đổ máu đó, nó cứ hằng trong tâm trí của Lâm, trời tôi không làm được. Thì một ngày Lâm qua bên công ty truyền thông Khang
là có cái chị mà ngày xưa mà trao Lâm quán quân Cười Xuyên Việt đó. Đó, cái đó chị ơi, bây giờ làm sao đây chị? Chị tư vấn cho em. Mỗi khi mà Lâm bị mệt mỏi, bị phốt, bị scandal, Lâm đều điện cho chị và Lâm hỏi cho chị. Bởi vì chị trong nghề chị rất là rành. Thế là chị nói bây giờ Lâm phải đi học. Một ngày nọ chị điện, chị Nga đó, chị điện nói nhớ cô giáo Thảo Hugo không? Nói trời ơi, nhớ gì bây giờ làm sao? Bây giờ không lẽ qua em điện cho chị hay sao? Nó chị đang mở cái trường đó thì chuyên về đào tạo MC chuyên nghiệp luôn, không phải như là tức là những người nào có nghề đó vô trong đó bắt đầu học và trao dồi lại cái kiến thức cũng như là trao dồi về cái kỹ năng. Thế là Lâm suy nghĩ bây giờ nếu như mà mình vô trong đó những lớp học rồi mình học chung với những cái bạn mà trẻ thật sự Lâm ngại lắm, rồi bây giờ vô học cái gì đây, bắt đầu Lâm mới trằn trọc hoài mà chương trình cứ hối thúc hoài, Lâm ơi em suy nghĩ chưa. Rồi cái Lâm một lần quyết định, Lâm nhắn tin chị Thảo Hugo. Thế là thời tới vậy, như là cái gì đó em cảm giác thời tới hàng sao á, hỏi chị thôi nó qua đây để chị nói chuyện thôi chứ không phải qua học nha, qua nói chuyện. Thế là hai chị em qua ngồi nói chuyện xong ngày hôm nay đến hiện tại bây giờ Lâm đang dẫn 3 chương trình, toàn là chương trình lớn và bây giờ Lâm tự tin lắm. Bây giờ mới đầu kêu bằng chị, bây giờ kêu bằng cô không à. Mỗi lần mà đi làm về á, nói cô ơi mai em đi nha cô, em diễn, em đi làm MC. Rồi qua đây bắt đầu hai cô trò ngồi nốt là những kịch bản, nắm những cái ý phổ biến luật với nhau. Rồi hai cô trò đi nhân nhỏ biên tập đó. Rồi lo đến như vậy đó quý vị. Xong rồi qua một ngày mà từ bữa tới giờ là chương trình nào Lâm cũng thắng hết á. Thắng đối với là thắng bản thân của Lâm nha. Thắng trong lòng của Lâm, một người mà sợ làm MC lắm. Một người mà nghe MC là run sợ. Mà Lâm đã hoàn thành tốt, bữa giờ là 2 chương trình rồi. Và đang có những chương trình đang quay nữa, hy vọng là sẽ thành công. Hy vọng là khán giả sẽ đón nhận Lâm trong một vai trò mới này. Cảm ơn mọi người. Lâm với cô Thảo này thật sự chia sẻ thật lòng như vậy nha, chứ không phải là quảng cáo quảng ơ. Nếu như mà ở ngoài đời thì chắc chắn là hai chị em đồng nghiệp. Nhưng mà gặp chị Thảo thì chị rất là nhiệt tình. Chị nói là lên bắt đầu gặp gỡ cũng như là in kịch bản ra, bắt đầu ngồi cái nói là nè mở bài em phải nói như vậy nè, Lâm phải đứng lên Lâm trả bài cho cô Thảo coi. Từ đó giờ Lâm diễn không có ai bắt khi Lâm mà phải diễn thử cho ta coi hết á. Còn này mà cô lo đến nỗi mà nay bắt đầu Lâm làm rồi, bắt đầu Lâm đứng cái bục á, bắt đầu Lâm chạy cho cô giáo coi và cô giáo quá thân thành người chơi để mà Lâm cái người mà Lâm tương tác. Nói chung là chỉ từng ly từng tí như vậy. Và cái từ này cô đấy không được. Tưởng chừng như là mình cái gì mình cũng biết rồi, nhưng mà qua đây có những cái mà mình chưa biết. Và một cái trải nghiệm, một cái học hỏi rất là lớn. Và hy vọng là Lâm nói cô giáo là nói khi nào mà có những cái lớp mà dạy chuyên môn hơn, nhớ qua cho em học. Một cái giờ vẫn chưa có báo lịch cho Lâm luôn, không biết làm sao đây. Hy vọng là sẽ gặp cô giáo dài để cô giáo có thể chỉ dạy Lâm nha. Cảm ơn cô giáo Thảo. Kính thưa quý vị các bạn, đó ví dụ như bây giờ mình đang suy nghĩ trong đầu, đang phân vân có nên qua đây học hay không, rồi bên đây làm sao, bên đây làm sao. Thì đây là cái chia sẻ thật lòng của Lâm nha quý vị nha. Thật sự Lâm làm nghề cũng khá lâu rồi, và hiện tại những cái chương trình mà Lâm đang làm MC nè, chương trình Thương Đường Ẩm Thực Nhí, A Đúng Rồi, Lò Võ Tiếu Lâm, sắp tới là khuôn mặt đáng tin, hiện tại là 4 chương trình mà chương trình nào cũng lớn hết. Và một khi mà công việc của Lâm rất rất là nhiều luôn, và Lâm nghĩ Lâm phải trang bị và Lâm bỏ thời gian ra Lâm học đó. Qua đây học thì tất cả nói chung là từ cái tấm lòng đó dạy Lâm cảm thấy hết mình luôn á. Nói chung là dạy từ cái bước mà tức là cô giáo sẽ coi mình thiếu cái gì và đắp cho mình cái đó, và cô sẽ tìm hiểu bản thân mình trước. Ví dụ bản thân Lâm là có được cái nền tảng rồi, bản lĩnh đồ có rồi, tiếng nói đồ có rồi, nội lực đồ có rồi, và những cái Lâm thiếu thốn bắt đầu Lâm cô giáo mới đắp vô. Nói chung là một pho tượng đó, nó bị thô, bắt đầu cô giáo thấy cái nào nó gồ, cái cô giáo gọt, cái chỗ nào thấy nó bị nhám, cái cô giáo mới làm cho nó trơn lại. Nói chung là nhìn vào bản thân, bắt đầu cô giáo mới gọt từ từ. Thì Lâm nghĩ bạn nào mà đang muốn hướng tới cái MC chuyên nghiệp thì mọi người nên qua đây học. Còn nếu như mà cảm thấy mà mình học vui chơi, mình học để bằng bạn bằng bè, thì Lâm nghĩ mình có nhiều lựa chọn khác. Đến đây nghiêm túc cũng như là muốn kiếm tiền mà cái nghề này
thì mọi người phải trang bị cho mình những cái kiến thức. Và Lâm nghĩ ở đây là cái nơi tốt nhất rồi, cho nên mọi người hãy thử nhé. Đó là chia sẻ của Lâm thôi. Ngày hôm nay cũng rất là vui, tại vì Lâm qua đây cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay có thời gian để chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu mà muốn theo con đường siêu chuyên nghiệp thì đây chính là một cái nơi mà giúp chúng ta có thể có thêm kinh nghiệm nè, học hỏi nè, cũng như là trang bị cho ta những kiến thức làm MC chuyên nghiệp. Em xin cảm ơn chị cô Thảo đã giúp em tự tin hơn, cũng như là mỗi khi mà có chương trình thì em đều qua đây in kịch bản ra để chị giúp em. Hy vọng là chị em ta có thể phối hợp cũng như là hỗ trợ nhau. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Sun and Moon đã cho Lâm cơ hội đến đại học. Kính thưa quý vị các bạn, nếu như mọi người biết từ trước tới giờ Lâm ở vai trò chỉ là diễn viên mà thôi, nhưng mà ngày hôm nay đã vượt qua nỗi sợ hãi rồi, Lâm đã có thể làm MC rồi, và rất là nhiều chương trình Lâm làm MC, nên hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Lâm bên cái lĩnh vực mới này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Lâm hứa sẽ làm thật tốt để không phận phụ lòng mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Tạm biệt.